Vâng, như theo ghi nhận ở trên đã nói với quý vị đại biểu và quý vị khán giả, đây là một trong những con hổ đao rất mạnh, đó là con đường số 58. Nhưng sau khi nỗ lực với hổ đao của con số 58, thì con số 58 đã tiếp tục kháng để con số 58. We'll be right back.
Yeah.